Là game thủ, chúng ta luôn tuân thủ, hãy ở nhà, diệt Covid. Cuối tuần, mời các bạn cùng xem game.com điểm qua những thông tin cực hot của tựa game Liên Minh với chuyên mục Update Liên Minh Huyền Thoại. Bình luận viên Linh Cao Thủ chính thức xuống tóc. Riot hé lộ loạt skin chấn động. Thử thách leo từ unrank lên thách đấu, TFBlade bị chỉ trích dữ dội. Trào lưu thử thách leo rank có vẻ như đang hot trở lại trong cộng đồng Liên Minh. Và cái tên đi đầu trong phong trào này trong thời gian gần đây, không ai khác, chính là TFBlade. Vừa qua, anh đã phát động một sự kiện leo từ unrank lên thách đấu với tỷ lệ thắng cao nhất. Đề tài này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng Liên Minh Bắc Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh lượng người xem đông đảo, đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào TFBlade. Chủ yếu là về việc anh này đang smurf rank một cách trá hình, trong khi Riot thì chẳng hề đả động gì tới vấn đề này. Một bài viết trên Reddit chỉ trích việc TFBlade và Yasuo đang smurf trá hình bằng việc phát động thử thách leo rank trên stream đã thu hút tới 2.600 lượt bình luận. Và phần lớn trong số đấy là làn sóng gạch đá nhắm vào streamer này, với lý do anh chính là kẻ phá hoại những trận đấu của các game thủ elo thấp. Cụ thể, bài viết này lên tiếng chỉ trích thử thách leo unrank lên thách đấu của TFBlade và Yasuo cùng rất nhiều streamer khác. Game thủ nói trên cho rằng, việc người chơi sở hữu trình độ và elo cao lựa chọn dạng content này để kiếm view chính là một hành động phá hoại trải nghiệm của các game thủ ở rank thấp, nói thẳng ra là họ đang smurf. Ai cũng hiểu, nếu là một tài khoản mới thì người chơi sẽ phải trải qua những bậc rank đồng, bạc. Mà dĩ nhiên với trình độ của TFBlade thì việc leo qua những mốc rank này là không mấy khó khăn. Tuy nhiên điều đấy cũng đồng nghĩa với việc đối thủ của anh ta sẽ phải hứng chịu những thất bại đầy tức tưởi khi họ gặp phải một địch thủ không tương xứng với mặt trình độ và đành chấp nhận bị hủy diệt. Không những vậy, điều khiến nhiều game thủ nóng máu với TFBlade là việc không chỉ smurf, anh chàng này còn phản ứng tương đối thái quá khi đồng đội của mình có những pha xử lý kém. Ai cũng hiểu là người chơi ở rank bạc, đồng thì dĩ nhiên không thể có kỹ năng cao được, nhưng họ không đáng bị chỉ trích như vậy. Trái lại, rất nhiều ý kiến cho rằng TFBlade nên nhìn nhận lại vấn đề và bản thân mình, bởi chính anh mới là kẻ lạc lõng khi cậy trình độ cao để đi bắt nạt game thủ rank thấp. Yasuo cũng là một trong những streamer tham gia thử thách này. Nhưng chí ít thì anh cũng không chửi bới đồng đội của mình trên stream. Vậy nên may mắn là Best Đấng đã không trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng như TFBlade. Dẫu vậy, streamer này cũng đã bị lên án vì những hành động smurf tương tự. Giải đấu MSI 2020 chính thức bị hủy bỏ, Việt Nam chắc hai suất chung kết thế giới. Mới đây, Riot đã chính thức đưa ra thông báo về số phận của giải đấu quốc tế lớn thứ hai trong năm là MSI. Theo đó, sau khi cân nhắc những ảnh hưởng và rủi ro mang tính toàn cầu của đại dịch, ban tổ chức giải đấu đã quyết định hủy bỏ sự kiện MSI 2020. Trước đó, Riot từng lên kế hoạch lùi lịch trình giải đấu MSI từ tháng 5 sang tháng 7, với hy vọng chờ đợi công tác phòng chống dịch bệnh có kết quả khả quan. Tuy nhiên, sau khi nhận được những cảnh báo từ các tổ chức y tế, chính quyền các khu vực, Riot đã buộc phải đưa ra quyết định khá khó khăn, đó là chính thức hủy bỏ giải đấu này. Với việc MSI năm nay không được tổ chức, hệ thống giải đấu mùa hè của 12 khu vực lớn sẽ được tiếp diễn theo đúng lịch trình đã đưa ra từ đầu năm, khởi đầu từ tháng 7 và kết thúc trong tháng 10. Một số khu vực sẽ tiếp tục hình thức thi đấu online trong trường hợp dịch bệnh không có chuyển biến mới tích cực. Về phần giải đấu chung kết thế giới 2020, thì thành phần tham dự giải cũng đã được cơ cấu lại. LEC và LPL là hai khu vực sở hữu 4 slot tham gia chung kết thế giới. LCK, LCS giữ nguyên 3 slot. VCS, PCS, Đông Nam Á sở hữu 2 slot và các khu vực còn lại sẽ có 1 slot tham dự giải đấu. Tuy nhiên hiện chưa rõ đây chỉ là thay đổi tạm thời trong mùa giải 2020 nhằm bù đắp lại việc MSI không được tổ chức, hay là sẽ áp dụng kể từ nay trở đi tại các kỳ chung kết thế giới tiếp theo.
Riot Games hé lộ loạt skin chấn động. Nhà sản xuất gameplay Riot Safe Locked đã hé lộ một vài lộ trình đáng mong chờ trong năm 2020 của Riot, bao gồm một số trang phục mới được đánh giá là siêu phẩm đầy hấp dẫn, bao gồm Bard, phi hành gia, Talia, tiệc bể bơi và Pantheon, vũ khí tối thượng, cùng nhiều dự án khác từ bây giờ cho đến cuối năm. Safe Locked chia sẻ rằng, dự định của Riot trong năm nay là tặng áo mới cho những vị tướng bị lãng quên quá lâu, giúp họ có một màn tái xuất đầy hùng dũng trên đấu trường công lý, thay vì vĩnh viễn chìm trong góc tối vì chưa đến lượt được chỉnh sửa những vấn đề khác. Bard trông có vẻ dữ tợn hơn với khuôn mặt màu tím cùng đôi mắt màu xanh như một cỗ máy trong bộ đồ phi hành gia thường thấy. Vũ khí của Bard giờ đây là một khẩu ray gun với chùm tia sáng màu xanh lá. Các MIP cũng biến thành người ngoài hành tinh xanh lá bé nhỏ nhưng vẫn giữ được khuôn mặt ngáo ngáo đáng yêu vốn có. Đền thờ cũng biến thành trạm đáp cùng một UFO nhỏ. Talia giờ đây không còn là một cô bé kết bạn với những phiến đá khô khốc nâu đất xám xịt nữa. Cô nàng trông năng động và bắt mắt hơn nhiều với trang phục đầy màu sắc, gưỡi trên một cơn sóng lớn với muôn vàn sinh vật biển đang bám theo sau trong chiêu cuối của mình. Pantheon, vũ khí tối thượng, có lẽ là skin được mong chờ nhất trong dịp này, bởi vị tướng đã từng nắm giữ kỷ lục 100% tỷ lệ thắng trên đấu trường chuyên nghiệp. Không còn vẻ lạnh lùng đến khô cứng của một chiến binh trung cổ nữa, thay vào đấy là một quý ông đầy oai hùng và phong trần với bộ râu rậm, mái tóc undercut thời thượng và khoác lên mình bộ giáp hiện đại. Không biết sự lựa chọn đầy rủi ro này của Riot có đủ mạnh mẽ để đem những vị tướng trên trở lại đấu trường công lý hay không, nhưng những hình ảnh được tiết lộ rõ ràng vô cùng bắt mắt. Bên cạnh ba skin được nhắc đến, Scanner, Kindred, Velkos, Carthus và Nautilus cũng là những cái tên sẽ được tặng áo mới trong năm nay. URF và đột kích nhà chính sắp trở lại, lộ trình tương mới. Tiếp theo là những chia sẻ đến từ đại diện Riot Games. Hai chế độ chơi giới hạn được yêu thích bậc nhất trong liên minh là URF và đột kích nhà chính cũng sẽ chính thức trở lại. Theo dự kiến, URF sẽ được mở lại vào phiên bản 10.10 cùng thời điểm ra mắt loạt skin tiếp theo của vũ trụ vũ khí tối thượng. Trong khi đó, đột kích nhà chính sẽ trở lại với một phiên bản cực kỳ mới mẻ vào giai đoạn sự kiện mùa hè. Về lộ trình ra mắt tướng mới, sau khi Volibear được làm lại vào tháng 5, Riot dự kiến sẽ giới thiệu cùng lúc hai vị tướng tiếp theo của Liên minh, bao gồm một tướng đi rừng và một tướng sở hữu khả năng bất tử. Thực tế là kế hoạch ra mắt tướng mới của Riot đã bị delay khá lâu do ảnh hưởng của dịch, vậy nên thời điểm ra mắt của hai vị tướng này sẽ liền kề nhau. Thậm chí nhiều khả năng đây sẽ là hai vị tướng cuối cùng được ra mắt trong năm 2020. Bình luận viên Linh cao thủ cạo đầu sau trận thua của GAM. Trận chung kết giữa hai đội tuyển Team Flash và GAM Esports đã chính thức khép lại. Trái với dự đoán ba trắng dễ dàng dành cho GAM, Team Flash đã xuất sắc hạ gục đương kim vô địch và lần đầu tiên trở thành tân vương VCS. Bên cạnh niềm vui và nỗi buồn của hai đội thì còn một nhân vật khác cũng đau buồn không kém, đó chính là bình luận viên Linh cao thủ. Linh cao thủ có lẽ là người hối tiếc nhất khi chót dại phát ngôn: nếu GAM không thắng thì cứ cạo đầu Linh. Kết quả thì ai cũng biết, GAM thất bại 2-3 và anh chàng sắp bị đổi tên thành Linh Cao Tăng. Đa phần những ngày vừa qua, fan hâm mộ đều không quên nhắc nhở bình luận viên thực hiện lời hứa. Và mới đây, để giữ đúng lời hứa của mình, Việt Nam nói là làm, thì bình luận viên Linh Cao Thủ đã livestream quá trình xuống tóc trước hơn 7.000 người theo dõi. Đồng thời, người tiễn mái tóc của anh chính là bình luận viên Hoàng Luân. Họ còn không quên mở các ca khúc nhạc Phật để tăng thêm phần sinh động. Nhiều thì ăn nhiều, không nhiều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí, nhưng trong tầm kiểm soát, anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đời có ăn, ăn đời buồn nha, ăn cất, thì đó là dễ. Hầu hết các fan đều thừa nhận diện mạo của Linh Cao Tăng hợp hơn nhiều với Linh Cao Thủ. Và cuối cùng là những câu giảng đạo lý đã đi vào lòng người được Linh Cao Tăng phụ họa.
Việt Nam gọi Yasuo là đấng, vậy biệt danh của đấng ở các server khác là gì? Ở Việt Nam, Yasuo được gọi là đấng vì độ nổi tiếng của anh ta là thước đo cho mọi tướng khác trong liên minh. Mỗi lần có một tướng mới chuẩn bị xuất hiện là người ta sẽ phải so sánh với Yasuo. Liệu có nổi được như Yasuo không? Liệu có dễ chơi như Yasuo không? Liệu có bị cấm nhiều như Yasuo không nhỉ? Vậy có bao giờ bạn tự hỏi ở các server khác, game thủ quốc tế gọi Yasuo là gì? Hóa ra ở đâu thì Yasuo cũng là một thế lực đáng sợ cả. Trước tiên hãy đến về khu vực LCK. Nếu tìm hiểu Yasuo trong các diễn đàn bằng tiếng Hàn, có thể bạn sẽ bắt gặp từ Science được đặt cạnh. Ấy chính là biệt danh mà người Hàn đặt cho hắn. Bình luận của một game thủ Hàn như sau. Yasuo được gọi là Science. Pick Yasuo là auto thua, giống như một lẽ tự nhiên, không thể trái lại. Có một kỷ niệm đáng nhớ đối với khu vực LCK khi thi đấu chuyên nghiệp để cứu vãn lại hình ảnh của Yasuo. Đó là ngày 12 tháng 7 năm 2017 và trận chiến giữa Gine Green Wings đối đầu KT Raster. Sohan cười lớn, Yasuo được khóa, khán giả ngồi trong nhà thi đấu bùng nổ vì sự xuất hiện của đấng. Tuy nhiên, 20 phút sau đấy, Gine lội ngược dòng, Yasuo của Sohan chém gục cả Death lẫn Pawn ở giao tranh cuối. Truyền thuyết ganh tem của Yasuo chính thức xuất hiện ở giải đấu Liên minh huyền thoại hàng đầu thế giới. Khá khó hiểu, nhưng Riot Blowtorch đã từng cho hay, tại server Trung Quốc, Yasuo được gọi theo một biệt danh riêng, dịch nghĩa là Happy Wind. Hiện tại thì vẫn chưa có lời giải thích chính xác nào cho biệt danh này, nhưng nghe khá là tươi mới đấy chứ. Tiện thể thì ở Trung Quốc, người ta gọi Rengar là Puck Dog, còn Nasus là Doghead. Nói một cách chính xác thì đây vẫn chưa hẳn là biệt danh, chỉ là một cách gọi khi nói chuyện về Yasuo. Your team's Yasuo versus their team's Yasuo. Kể ra thì đây cũng là lời than thở cửa miệng của chúng ta về sự khác nhau một trời một vực giữa đấng nhà người ta và đấng nhà mình. Hóa ra là game thủ nước bạn cũng đều thấm thía nỗi đau này như rank Việt mà thôi. Tin buồn cho hội game thủ, tiệm net vẫn chưa được mở cửa. Ngày 22 tháng 4 vừa qua là hết thời hạn cách ly toàn xã hội, chỉ còn thực hiện cách ly xã hội với một số huyện có nguy cơ cao, còn tất cả các tỉnh thành đều xuống nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp nên không nhất thiết phải cách ly trên toàn địa phương. Đây là tin vui đối với cộng đồng game thủ nói chung và các địa điểm kinh doanh dịch vụ Internet nói riêng khi những cyber game sẽ có cơ hội được hoạt động trở lại bình thường sau khoảng thời gian dài thực hiện nghị định. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn nên sẽ chỉ có một số khu vực, địa điểm được phép mở cửa trở lại. Các lễ hội, sự kiện thể thao đông người, hoạt động cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, massage, tiệm trang điểm, tiệm hoa, sở thú sẽ chưa được phép hoạt động trở lại. Trong đấy, tiệm net cũng nằm trong phạm vi các loại hình dịch vụ không thiết yếu và vẫn đang chờ thông tin chính thức về ngày mở cửa trở lại. Vậy là mặc dù vừa đón nhận tin vui khi cáp AAG cuối cùng cũng đã được sửa xong và đường truyền mạng cũng đã bình thường trở lại, thế nhưng hội game thủ vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể gặp lại anh em quá nét bình thường như trước. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!